cô gái xinh đẹp này định trộm chiếc vòng cổ này. Nhưng bạn nhất định sẽ không đoán được cô ấy làm thế nào đâu. Chiếc vòng này rất đẹp. Cái kia cũng không tồi. Nhân lúc ông chủ quay người, cô từ trong áo ấy ra một chiếc vòng cổ giống y như đúc, bỏ chiếc vòng thật vào trong túi. Cô gái vừa ra tay, cảnh sát đứng phía sau đã xuất hiện. Thì ra vị cảnh sát này cùng ông chủ là một đội, vì muốn bắt được cô gái lừa đảo này nên mới làm thế. Bạn tưởng rằng thế là xong rồi, không không không, sau đó mới là trận đấu thực sự. Hai vị cảnh sát đưa cô gái lên xe, ông chủ vô cùng kính cẩn, đứng bên cạnh cúi gập người. Sau khi họ rời đi, ai biết chiếc xe còn chưa đi được bao xa, một trong hai cảnh sát từ từ lấy ra một chiếc vòng cổ, vừa nãy chính là chiếc vòng thật cô gái tự tay lấy đi. Trên xe ba người nở nụ cười, không sai, đây thực ra là đồng bọn của cô gái, họ ở sau lưng giở trò. Lúc đó có một vị cảnh sát rất nổi tiếng, vị cảnh sát này không hề đơn giản, vì để bắt được đại boss đã dùng 8 năm để thu thập chứng cứ, khắp nơi đều dương oai, nhưng ra khỏi cửa lại là một trong ba người họ, chính là ba người này, cũng không khiến cho cảnh sát thất vọng. Gần đây họ đang điều tra một tên tội phạm lừa đảo, rất có khả năng liên quan đến boss lớn. Sau khi tìm đến tận cửa, người này liền kêu khổ với anh cảnh sát, nói anh ta bị một ông chú già lừa mất 100 triệu. Lúc đó anh ta đang nhắm vào mục tiêu mới, còn tưởng rằng đụng phải một con thỏ ngốc nghếch, nhưng không ngờ đối phương lại là cao thủ lừa đảo. Cảnh sát điều tra CCTV, đây đâu phải ông lão, rõ ràng là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Nhìn thấy khuôn mặt này, thuộc hạ lập tức nhận ra người đó. Đây không phải tên nhóc năm đó khiêu khích tôi sao? Đội trưởng vừa nghe, tên nhóc này có chút thú vị. Hai người tìm đến phòng cậu ta ở. Bạn chốt cửa, cửa vậy mà không có khóa. Hai người họ nhanh chóng xông vào trong. Quả nhiên người đã chạy rồi, may thay vẫn chưa chạy được bao xa. Họ một đường đuổi theo, đến một con đường thì đuổi kịp hắn ta. Nhưng đối phương hình như không định ngoan ngoãn bị bắt, lùi xe lại, cưỡng ép đâm vào bên xe, khiến cho đội trưởng tức giận, lái xe đuổi theo ngay phía sau. Sau đó lại đổi hướng, đạp mạnh chân ga xuống. Sau khi thẩm vấn một hồi, đối phương mới khai ra mình tên là Ji Sung. Trước đây tiếp cận ông chú kia, thực ra cũng là vì điều tra vụ án của đại boss. Đây cũng quá là trùng hợp đi, Ji Sung tiếp tục nói. Năm đó, cha của tôi vì giúp cho ông boss kia bỏ chạy, đã treo cổ. Tôi ở Thái Lan điều tra rất nhiều năm, cuối cùng có chút kết quả, nhìn được mặt của hung thủ giết cha mình. Nhưng đội trưởng lại không dám tin người anh, lừa đảo thì có bao nhiêu phần trăm là thật đây. Anh đưa Ji Sung lên sân thượng, nắm lấy cổ áo của anh ấy, mắt thấy sắp buông tay. Trong khoảnh khắc cuối cùng này, đội trưởng dừng lại. Đội trưởng cười, thu tay lại ném Ji Sung xuống đất. Trên đường gặp soái ca làm thế nào để gây ấn tượng, nhìn xem cô gái xinh đẹp này làm thế nào. Người đàn ông vừa ra khỏi cửa, cô gái không may đâm vào anh ấy, trộm lấy mất đi túi tiền của anh ta. Sau đó cô vất chiếc ví đó đi, chẳng sợ hãi ngồi ở sảnh lớn đọc sách. Người đàn ông muốn cô giao ví tiền ra. Lúc đó cô gái bắt đầu giả ngốc, sau khi đổ sạch đồ trong túi ra. Nhưng người đàn ông không có hài lòng. Lúc anh chuẩn bị lúc soát người cô, nhân viên phục vụ đi đến. Hiện trường nhất thời vô cùng ngại ngùng. Người đàn ông nhìn thấy cô gái nước mắt rưng rưng, nhanh chóng tạ lỗi với cô. Anh nằm mơ cũng không ngờ đến, một màn này đều đã được chuẩn bị từ trước. Thì ra người đàn ông này tên Siung Gun, là trợ thủ đắc lực của đại boss, mà lần này đến đây là để giúp đỡ ông chủ. Ji Sung cùng anh đi cùng nhau, đầu tiên đưa anh đi tham quan việc làm ăn buôn bán thuận lợi, còn thuận tay tặng cho anh chút tài lộc của mình. Nhưng kỳ lạ là người đàn ông này lại như núi Thái Sợ, chẳng mảy may đến tiền, còn mở miệng nói luôn đây là một màn lừa đảo. Ji Sung biết anh đang thử, quyết đoán đứng dậy rời đi. Nếu như cách này không được thì ta đổi cách khác. Lần thứ hai họ dùng mỹ nhân kế, quả nhiên thành công dụ được Siung Gun. Sau đó ở trong phòng lắp đầy camera, sau đó màn quan trọng nhất đến rồi đây. Cảnh sát đột nhiên đột phá, phát hiện được đại boss. Siung Gun sau khi nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng cho đại boss. Chính lúc đó vị trí của boss sẽ bị bại lộ. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ đến, vị boss này bây giờ đang ở Hàn Quốc. Đội trưởng lập tức lái xe đi bắt người. Trên đường điên cuồng lái xe, lần này nhất định phải bắt được lão giả cáo già này về quy án. Nhưng đợi đến khi họ chạy đến nơi, vẫn chậm mất một bước. Đối phương vừa mới lưu lại ánh mắt cuối cùng cho họ. Cũng cùng lúc đó, đội trưởng cuối cùng biết được thân phận thật sự của Ji Sung, biết được sự thật được giấu suốt 8 năm, từ từ đều được tiết lộ. Thì ra năm đó cha của Ji Sung bị đe dọa, không thể không lấy mạng mình ra, giúp cho boss trốn chạy. Nhưng sau khi sự việc thành công, ông lại bị treo cổ. Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng là boss làm. Nhưng bạn tuyệt đối không thể ngờ, tối đó người thực sự ra tay không phải boss, mà là một người khác. Cô gái đứng dậy, vô cùng phóng khoáng đi đến chỗ phục vụ, sau đó làm đụng vào khay bưng. Sau khi náo loạn một hồi, tất cả khách hàng đều hướng ánh mắt về đây. Mà lúc đó, Ji Sung cũng trộm đi, vòng ra cửa xuống dưới tầng dưới của quán ăn. Hôm nay, anh muốn ở đây kết liễu kẻ thù của mình. Nhưng anh không biết rằng, mình đã rơi vào cái bẫy của cảnh sát. Đội trưởng vốn đã tính toán, muốn cho Ji Sung cùng boss đấu đá lẫn nhau, còn mình chỉ việc ngồi chờ đến lãnh thưởng mà thôi. Nhưng chính lúc đó, anh nghe thấy boss đang ở Hàn Quốc, còn có số tiền 300 tỷ won, chớp mắt đã đổi chủ ý, lệnh cho Ji Sung buông xuống lần hành động này.
Quả nhiên anh đã giao dịch cửa sau với lão già kia. Anh cầm được tờ chi phiếu 300 tỷ won. Muốn trong vòng một tuần Ji-sung phải đổi được ra tiền mặt. Nếu như giao dịch thành công, 270 tỷ won còn lại cũng sẽ đều thuộc về Ji-sung. Ji-sung đem theo tấm chi phiếu 300 tỷ won kia đến gặp Seung-gun. Đối phương rất vừa lòng, quyết định tối nay sẽ làm giao dịch cuối cùng. Mắt thấy sự việc đã được xử lý xong, đội trưởng cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. 돈도 다 챙겼고 장근칠도 잡았고 이제 네가 필요가 없네. Anh đang định treo cổ Ji-sung, lại biết được chi phiếu vừa đến tay kia vậy mà là chi phiếu giả. Đội trưởng tức đến nói không lên lời, đem theo người đi gặp đối phương chất vấn, muốn đánh boss cùng lũ đồng bọn giúp ông ta luôn. Sau khi cửa lớn bị mở ra, đại boss cũng xuất hiện rồi. Đội trưởng đợi người đến nơi. Chỉ thấy đối phương bỏ mũ xuống, từ từ ngẩng đầu lên. Cái gọi là đại boss vậy mà lại là Ji-sung. Thì ra từ khi bắt đầu, đội trưởng vẫn luôn bị rơi vào bẫy của họ. Anh ấy sớm đã biết hung thủ giết cha mình thật ra chính là đội trưởng, cho nên mới cố ý để bị bắt. Đội trưởng lại không cho là đúng, lấy súng ra nhắm vào đầu của Ji-sung. Đáng tiếc, chưa qua được 3 giây, lại có một khẩu súng khác được đặt lên đầu anh ta. Không sai, anh ấy vẫn luôn là một thuộc hạ có lòng tín nhiệm, cũng là người của Ji-sung. Thì ra 8 năm trước vụ án lừa đảo chấn động đó đã khiến vô số người nhà tan cửa nát. Anh em của thuộc hạ, vợ của Seung-gun đều đã bị màn lừa đảo đó sát hại. Vì để báo thù, Ji-sung đã chuẩn bị kế hoạch này mất 3 năm. Giả giọng của đại boss, tạo ra chi phiếu thật giả lẫn lộn. Đội trưởng thua rồi, nhiều năm kiếm tiền như thế thì có tác dụng gì đây? Tôi bây giờ không phải vẫn sống tốt đẹp đó sao? Lời vừa dứt, báo chí cùng đặc vụ ở bên ngoài xông vào trong. Thì ra tất cả những thứ vừa xảy ra, sợ đã bị CCTV giấu trong góc kia phát trực tiếp cho cả nước. Chớp mắt, tin tức đội trưởng cùng đồng bọn phía sau lưng anh ta bị khơi ra, tràn lan trên mạng xã hội. Cuối câu chuyện, tội phạm từng người đều chịu trừng phạt của pháp luật, nhưng boss thực sự đằng sau vẫn chưa bị bại lộ, mà Ji-sung cùng đồng bọn chỉ có thể nhìn 300 tỷ won phát sáng. Họ tất nhiên sẽ không bỏ qua tên tội phạm đầu sò này đâu. Một màn lừa đảo càng lớn hơn đang từ từ khởi động.